Trước đây tôi từng không biết đến môn chạy địa hình, nhưng hiện nay tôi hoàn toàn bị chinh phục. Đến với môn chạy địa hình, tôi được khám phá bản thân mình hơn, được tìm thấy nhiều giới hạn mới của bản thân. Tôi vinh hạnh trở thành vận động viên nữ Việt Nam đầu tiên vô địch cự ly 100 km giải Việt Nam Mountain Marathon năm 2020. Hôm nay tôi đến đây để chia sẻ cho mọi người môn chạy bộ địa hình, môn thể thao rất hấp dẫn, đặc biệt là tốt cho sức khỏe của tôi và các bạn nữa. Thưa quý vị, cô ấy là Nguyễn Thị Đường, với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn mà mọi người hay gọi với cái tên là Tiểu Đường. Với cô, mỗi cung đường lại là một câu chuyện. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện đầy đặc biệt cũng như những cung đường tiếp theo của Tiểu Đường. Cùng gặp gỡ người kết nối, nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Vũ Thành Vinh tại khoảnh khắc cuộc đời. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Thời Trang Kim. Xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc đời. Ngày hôm nay, một khoảnh khắc mới được mở ra. Xin được chào đón chị Nguyễn Thị Đường ạ. Chào mọi người ạ. Chị Đường tham gia chạy bộ được bao nhiêu năm rồi ạ? Em tham gia chạy bộ là được khoảng 6 năm ạ. Cái duyên đến với chạy bộ của em thì cũng khá bất ngờ, vì ngày xưa em rất là còi, tôi gọi là tiểu đường, tại vì em luôn còi nhất lớp ạ. Môn thể dục là cái môn mà em chuyên gia bị điểm liệt, thì em rất sợ môn thể dục. Vậy thì bằng cách nào đó mà bạn đã khắc phục được điều này? Trong mỗi chúng ta đều có một nỗi sợ, nhưng quan trọng là có một người tin tưởng vào chúng ta và dẫn chúng ta bước ra khỏi nỗi sợ đấy và bắt đầu thực hiện những ước mơ của mình ạ. Vậy ai là người đã dẫn chị ra khỏi nỗi sợ đó? Là thầy thể dục của em. Cái năm đấy là có thi giải hội khỏe phổ động, cả trường chả ai đăng ký cả. Em rất là quý thầy, vì ngày xưa nhà em rất là nghèo, thầy cho tiền đồng hồ sơ thi đại học. Em quý thầy thì em đăng ký thôi. Thì năm đó cũng về bét, nhưng mà thầy cũng rất động viên, cứ chạy bộ là tốt rồi, duy trì tập thể thao là tốt. Chạy bộ là tốt, câu này phải là ghi ở trong từ điển. Bét cũng được. Đúng rồi, thầy bảo là chiến thắng bản thân mình là điều tuyệt vời nhất. Bây giờ chạy hạng bét rồi đến cái ngày hạng nhất, mà hạng nhất cả giải lớn nữa, điều đó mới là điều đáng quan trọng. Bạn khắc phục từng ngày đúng không nào? Mọi sự nỗ lực và thành công nó là còn một chặng đường, nó là tích lũy của những cái nỗ lực nhỏ, một xíu một. Mọi người hãy kiên định với ước mơ của mình, thực hiện nó đều thành một lộ trình sẽ có thể thành công. Người ta hay ví von, bạn muốn chạy nhanh đó là bạn phải bước đi đầu tiên. Trước khi chạy mình phải biết đi trước đúng không? Có nghĩa là hôm nay chạy được 2 bước thì ngày mai 3 bước, 100m, 200m. Đúng rồi, em nghĩ mọi thứ nó cần phải có một lộ trình, một tiến độ phù hợp. Muốn chạy nhanh thì mình chạy một mình, muốn chạy được nhiều thì hãy chạy cùng bạn bè. Bây giờ hãy chia sẻ khoảnh khắc mà bạn nhớ nhất. Khoảnh khắc mà em nhớ nhất là năm 2016, cái tháng 2 năm 2016 em bắt đầu chạy dài, thì em tham gia cái giải Hà Nội Nút Ăn Cha Trêu. Lần đấy là em có một cái đôi giày cũng rất là cũ, chị Nhã bên Salomon thì chị đấy có tặng em một đôi giày. Chị đấy bảo em có cái giải Việt Nam Mountain Marathon tháng 9 ở Sapa, cố đi đôi giày này và đem giải về cho Việt Nam, vì giải tổ chức ở Việt Nam mà hầu như toàn Tây được giải thôi. Lần đó em cũng rất là xúc động, vì ngày đấy không có tiền mà tự nhiên được tặng đôi giày xịn thế. Cái lần em tham gia đó là một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời trong cái chặng đường đầu tiên chạy bộ của em. 42 cây, chạy được hơn 20 cây thì gặp cái bạn về nhì là bạn Sophie, bạn người Anh. Khi đang chạy thì thấy bạn đấy chạy chậm hơn, mới hỏi là chân bị làm sao thế. Bạn bảo là bị đau chân. Thế là em quyết định là thôi hai bạn chạy cùng với nhau luôn, hỗ trợ chạy cùng về đích. Cái điều thú vị là cái chặng đường chạy cùng đó trao đổi rất là nhiều, nói về cái quan điểm về phụ nữ như thế nào, hoặc là những người nhỏ vừa chạy vừa trao đổi. Đúng rồi. Nhưng mà tốc độ là vẫn phải coi các đối thủ khác chứ. Lần đó chỉ có hai đứa em sát nhau thôi. Còn những người còn lại ở xa lắm. Vâng, ở xa. Thì là hai bạn cứ vừa chạy xong rồi nói chuyện với nhau. Quan trọng nhất là hỏi về cái quan điểm về phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam mình rất là giỏi, bản thân em thấy thế. Vì chúng ta vừa phải cân đối giữa việc đi làm kiếm tiền, công việc trong gia đình. Thế em mới hỏi là phụ nữ Tây thì như nào. Bạn ấy mới bảo là phụ nữ Tây thì cũng làm như thế. Phụ nữ bên nước ngoài thì người ta dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn. Bạn ấy bảo phụ nữ Việt Nam mình thì đang dành quá nhiều thời gian cho gia đình và quên mất bản thân. Đúng rồi, nhiều người không biết đam mê của mình là gì, không biết tận hưởng cuộc sống mà không chăm chút cho bản thân mình hơn. Ngoài ra một cái nữa là mọi người hay nghĩ là những người nhỏ bé là không làm được gì cả. Từ cái lúc mà leo lên cái ngọn núi cuối cùng ấy, để tiết kiệm sức nó mới mệt lắm rồi, thì một bạn rẽ đường để đi, còn một bạn đằng sau thì bảo thank you. Cứ thế cùng nhau vượt qua cái ngọn núi đó, thì thống nhất là nắm tay nhau về đích. Đến lúc về đích thì bạn ấy lại đẩy em đi trước một bước. Bạn ấy bảo là Việt Nam Miss Woman mình có thể làm được, thì bạn ấy đẩy đi trước một bước. Mặc dù về thời gian ở trên chip time hai bạn là bằng nhau, thì em được giải nhì, bạn được giải ba. Cái lần đó cũng khá xúc động về cái tình bạn trong một cuộc thi đấu giữa hai người lạ, giữa hai người phụ nữ với nhau. Một câu chuyện rất là đẹp, nếu mà làm phim Vinh tưởng tượng câu chuyện đẹp lắm. Trên một cái đường chạy,
người ta nghĩ là phải cố gắng về trước, nhưng mà những cái câu chuyện về trải nghiệm, về cuộc sống mở ra rất là nhiều kiến thức, rồi cái hình ảnh về đích nữa vô cùng đẹp. Đôi khi thể thao nó là như thế, cuối cùng vẫn là tôn vinh những cái gì đẹp nhất, và chị có những cái chặng đường tiếp theo còn đẹp nữa, đúng không nào? Năm 2020 thì em cũng làm được một điều tương tự là chạy 100 cây trong cái giải Việt Nam Mountain Marathon đó. 100 cây ạ. Trước đấy thì mọi người bảo em là cố lên, nếu mà về nhất là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên vô địch giải đó. Có một bạn đối thủ của em là chị là người Pháp, năm ngoái là chị về trước em hơn một tiếng. Thì sau đến một cái checkpoint, lúc đó là em thấy chị nghỉ ở đó, có gửi đồ ban tổ chức, nhưng lúc ấy ban tổ chức không tìm thấy đồ của em, thôi em quyết định đi luôn. Lúc ấy còn 30 cây cuối, tức là nếu mà quyết định đi luôn là không hề có đồ ăn. Lúc đó cái niềm tin mình có thể trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên vô địch 100 cây giải đó, lúc đó mới thực sự là bùng cháy một cách dữ dội. Cả chặng đường về sau đó thì em rất là nỗ lực tự dặn lòng mình là phải cố gắng lên để đem cái danh hiệu này về cho Việt Nam mình, cầm cái lá cờ Việt Nam vượt qua cái vạch đích trở thành bạn nữ đầu tiên chạy 100 cây. Điều đấy rất là tự hào. Phải dùng từ tự hào đấy. Nếu mà bây giờ ngồi đây mà không giới thiệu một cách cặn kẽ bạn đã là người chinh phục ở cái đường chạy đó thì nhiều người sẽ hồ nghi. Mà mặc định rằng với tình hình nhỏ bé như thế này làm sao mà làm được điều đó. Đúng rồi, em thấy có một cái nữa là cái sức mạnh bản thân trong mỗi một con người rất là phi thường. Nên là mọi người cố gắng thực hiện cái ước mơ của mình từng bước một rồi sẽ có một lúc thành công. Quan trọng là tin vào bản thân của mình. Nhưng mà bây giờ mình nói một chút về những cái lợi ích của người chạy bộ, đi bộ hàng ngày đi, để cho khán giả thấy được rằng mình cũng có thể đi bộ được, không cần phải đi thi đấu. Mọi người hãy cố gắng mình tập luyện thể thao một cách đều đặn hơn để mình có một sức khỏe tốt hơn. Cái việc tập thể thao sẽ giúp cho mình cân bằng cả về thể chất và cả về tinh thần để mình có thể sống tích cực hơn. Không cần biết bạn là ai. Đúng rồi. Ta phải nhớ điều đó. Đúng. Các bạn hãy làm thể thao thành một lối sống, giống như là ăn vừa ngủ á, mình không thể thiếu ăn thiếu ngủ được. Xem các bạn thể thao như một lối sống. Đúng rồi, mà duy trì nó như một lối sống. Ví dụ bạn bè rủ mình chỉ tập được khoảng 2 tháng xong mình bỏ mất quãng rất là dài. Đó, mọi người hãy duy trì cái việc chiến thắng bản thân mình nó quan trọng nhất. Nên mình hãy cố gắng để mình trở thành một phiên bản tốt hơn của mình ngày hôm qua, không cần so sánh với chính ai cả. Nhất là với các bạn nữ thì các bạn hãy dành nhiều thời gian để tập thể thao để cho mình khỏe hơn, mình sống với chính mình hơn. Khoa học phân tích việc đi bộ và chạy bộ ngoài thiên nhiên rất tốt. Đúng rồi, nó sẽ tốt về nhịp tim này, hệ hô hấp này, trao đổi chất này. Hoặc những bạn muốn giảm cân thì điều đó cũng rất là tốt. Và người ta còn được chinh phục các cung đường đẹp nữa. Người đây đó vẫn đọc báo rồi các cái phương tiện truyền thông mình thấy các cái phong trào, các cuộc thi về đi bộ, chạy bộ. Chúng ta có một nơi để chúng ta gửi ngóng cái niềm đam mê. Chạy cũng phải đam mê chứ nhỉ? Đam mê là nó xây dựng từ những cái thói quen nhỏ. Đam mê nó không là một cái gì lớn lao cả. Em nghĩ là vì cái lợi ích của chạy bộ thì mọi người hãy duy trì chạy bộ. Mình hãy xây dựng vì một Việt Nam vượt trội hơn. Vinh có cảm nhận như vậy này. Cái gì mà mình tham gia, mình cố gắng tìm thấy niềm vui và niềm hạnh phúc ở đó, nó sẽ khác vô cùng. Mỗi sáng mà mình thiếu nó, mình cảm thấy rất là khó chịu. Khi mà mình hạnh phúc, mình làm cái điều gì nó cũng sẽ dễ hơn là cái điều mình ép nó. Nó phải là kiên trì và đặt cái tình yêu vô đó. Mỗi một người sẽ có một cái đam mê và một cái hứng thú với môn thể thao khác nhau. Mọi người hãy trải nghiệm để biết được mình thích môn gì. Ví dụ như em trải nghiệm rất nhiều môn rồi thì em sẽ biết em thích chạy nhất. Tham gia vào đó mình thấy mình là chính mình. Cái thời gian em dành cho chính mình thấy mình sống có ích hơn, mình sống khỏe hơn, mình yêu đời hơn. Yêu đời hơn. Đúng rồi. Ngày hôm nay thì câu chuyện của chị Tiểu Đường là cho chúng ta cố gắng. Chị Tiểu Đường đã đi từng bước một và chị đã tích lũy để ngày hôm nay có một Tiểu Đường ngồi chia sẻ. Ở trong khoảng khắc này nếu mà mời được một người tới chia sẻ thì chị Đường sẽ mời ai? Em nghĩ đến là sếp của em. Ngày trước thì em không phải là huấn luyện viên cá nhân. Ngày trước em là nhân viên văn phòng thôi. Hôm đó có vô tình là đi phỏng vấn với sếp thì lúc ấy cũng không nghĩ là mình phỏng vấn mình huấn luyện viên đâu. Hôm phỏng vấn về thì sếp bảo thấy bạn này có thể giúp đỡ được nhiều người khác thay đổi bản thân. Vì câu nói đấy của sếp nên là em quyết định đổi nghề. Bây giờ cụ thể là chị Đường đang làm công việc? Em đang là huấn luyện viên cá nhân ở Upfit. Ngoài ra thì em làm giám đốc truyền thông của bên Sunbeat. Thì từ trước em nghĩ là huấn luyện viên cá nhân thì phải cao to, mình thì chưa được 1.5m thì làm được cái gì. Qua cái cuộc phỏng vấn với sếp em thì em hy vọng mình đem cái năng lượng của mình để giúp ích nhiều người thay đổi cuộc sống, sống tốt hơn. Em mời sếp của em là bác Al Morgan ạ. Xin mời bác Al Morgan. Xin chào. Hello. Rất là vui khi được tiếp đón Morgan ở sân khấu Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Hãy chia sẻ những ấn tượng của bạn về cô gái nhỏ nhắn này ạ. 2 years ago, we call her Miss Sugar or Julia. Came in, I was introduced for her to come and be a influencer for a new company, corporate fitness company we had just started with. And after meeting her, we really, really liked her energy. And we actually, instead of hiring her as an influencer, we hired her as a coach. Because we thought she could bring a lot of her energy to not only runners, but to everybody that could be inspired to be somebody like her.
với tiểu đường thì ông ấn tượng những cái gì về cô bé này? Actually, she's very high energy, very high hardworking. But the most thing that we notice about Sugar and what I see in her is her the passion that she has for what she does. And that passion not only goes into her running. And not just 90, not just 100%, but it's 110% to get to where she's at. But being able to take that passion and take other people and help them do things that they didn't ever believe that they thought possible. And that's what's special about her. Với một người gắn bó với thể thao rồi là thầy giáo đó, thì ông có lời khuyên gì cho những người mà đang muốn đi theo cái môn thể thao mà ông đang truyền dạy? It's a big question. Okay. And I could go on and on and on with the answer. But to try to make it brief, no matter whether it's a running sport or football sport, swimming or any type of Olympic sport, planning and dedication are going to probably be two of your most important things. When we talk about the big race for her, we started talking about it 1 year ago. Okay, and what does she need to do every day to finally get to the big milestone that she may have late in this year? So planning and dedication is going to be the first thing. And then we need to look at what level are they looking at getting to her level, or is somebody just looking at becoming healthier and a better person or image of who they are now. Phải nói là qua chia sẻ của Morgan, Vinh nhận thấy đây là một cô gái chăm chỉ và đầy nhiệt huyết. Một người nước ngoài họ nhìn một cô bé nhỏ nhắn như vậy, nhưng cái nguồn năng lượng tích cực của cô ấy truyền cho cái người đối diện rất là quan trọng. Và suốt hành trình chia sẻ trong ngày hôm nay, Vinh thấy rõ ràng sức mạnh tiềm ẩn ở trong mỗi con người của chúng ta rất là quan trọng. Chúng ta có biết phát huy nó không? Mỗi ngày chúng ta phải cố gắng, phải cam kết với bản thân mình sẽ vượt qua từng chặng đường một. Cảm ơn Tiểu Đường rất là nhiều. Mặc dù là chị tới để chia sẻ những cái đường chạy thôi, nhưng mà nó bao hàm cả cuộc sống nữa. Trong cuộc sống chúng ta cũng có những cái đường chạy của riêng mình, và mỗi người đặt ra một cái mục đích. Cảm ơn thầy và trò đã có mặt trong khoảnh khắc cuộc đời. Thưa quý vị, đã là phụ nữ thì hãy sống như một bông hoa luôn xinh đẹp và ngát hương. Cảm ơn Tiểu Đường đã tham gia vào chương trình Khoảnh khắc cuộc đời. Ngay giờ phút này thì nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh sẽ gửi đến chị một quy hiệu để ghi lại những khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Thank you so much, Morgan. Thưa quý vị, Khoảnh khắc cuộc đời luôn mang đến cho quý vị những câu chuyện vô cùng đẹp. Đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 22:45 trên HTV9 quý vị nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Thời Trang Kim. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.